Rồi bữa nay coi như là vợ chồng mình với con đi ra cậu nó cậu thứ tư em của bà xã ở nó ở coi như là Ninh Hải Hòn Khói đây, cho nên bây giờ ra em nó chở đi Hòn chơi đó. Hiện tại mình đang ở trên ghe coi như là của cậu tư nó đi đó. Bây giờ chuẩn bị nổ máy đi ra về Hòn chơi rồi cái gì mình quay các bạn xem mình review đó, cho nên bây giờ coi như bà xã đang ngồi ở trong trong ghe đó chào cả đó. nhà nha, chào các bạn nha. Hôm nay mình đi đi du lịch ra ngoài bãi biển gì Mình đẻo chạy nha. em nó chạy tới mới Hòn Bãi rồi cho mình Mới chơi Hòn rồi Đảo cái gì mình bắt đầu chuẩn bị kéo neo phụ rồi. Rồi bắt đầu quá coi như là mình quay lại cái cảnh biển nè, mời các bạn cả nhà cùng đi chơi với mình nha. Đây là quê Hòn Khói nè, quê Ninh Hải, Tâm đây. Hải, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ mình chạy bắt đầu mình chạy nè, chạy trên đường đi mà. Kêu qua thợ
đi lại đi. Đi trên đường bộ cũng vậy. À, hướng đi Đắk Lắk rồi con chở đi, hướng đi Đà Lạt cũng chở đi. À, hôm còn chơi cậu nó nói là giới thiệu ở ngoài hòn đó. Rồi cái hòn phải quay này cá cũng còn rồi vậy đó. Rồi, mình về nằm chúng ta sáng lại. Đi tắm biển xong vô. Đi, hứng ra đi. Thì các bạn cùng đi với mình nha, lát nữa đây tới đảo mình quay clip tham quan. Ghe chuẩn bị mình đi vô nè. Đó, ghe tắt máy rồi á, cho nên là em tượng bổn sư nè, mình lên mình coi tượng bổn sư người ta điêu khắc sao mà đá sống mà ta khắc đây tượng cũng hay thiệt. Cao không? Cao mà làm cái chỗ mà đi tới đó thì giờ mình không đi thôi. Giờ mình đi một điểm cũng được nhưng mà mình phải lên mình lại đúc bổn sư. Ở xe mà ra tới
đi 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà đi đường biển, mà ra là cá cẩm cá đồ thôi, trồng bông ở trong này cũng có, xây dựng review mấy cái chỗ chuẩn bị làm du lịch tới, cho nên có người giữ đàng hoàng, biên phòng giữ đàng hoàng. Em trong này cũng xây dựng rồi, mua cá được rồi để cho cho em. Ồ, ở đây không xây. Ồ, này ở trong trong này cũng à, cái này không phải là cái chùa nhưng mà ờ lát cái gì à, đem bia vô lên quốc. Ở đây bây giờ ở đây không phải là không gọi là cái chùa, không phải là cái chùa nhưng mà cái hồi kia ở đây tắm, ở đây tắm mà bây giờ coi như là cả một số số doanh nghiệp ta mua tên làm chuẩn bị đó, ở đây có hai em biên phòng ở Dũng. À, bây giờ trên đường mình đi lên tượng Đức Phật Thích Ca. À, ok. Ồ, ở ngoài bãi mà thân ngoài hòn mà coi như là cá cũng cá xin nước rồi rửa tay rửa chân rửa mặt rửa mày, này là ống vui dừa hả? Đi coi thử xe cho tôi ghi cậu tôi dúng vào vô bờ chứ vậy phụ đây phụ cậu nhanh không ra cái bãi chết á. Ngày giờ đường đi lên ngày bổn sư nè, tôi cũng làm đó, đi đi trên cầu này cũng như cầu miền Tây vậy, nên ở giữa hòn này mà có được ngài Thích Ca để thắp nhang lạy Phật thì cũng quá tuyệt vời rồi, người nào mà xây thì công đức cũng vô hạn. Mình đi này là địa danh là coi như kêu bằng bãi Wow, này là hòn đảo, hòn đảo nó nối liền với lại một dãy núi mà ở trong mình đứng ở trong dốc lết mình nhìn ra đó, đó. Nhưng mà ra ngoài đảo thì coi như là đó ta xây dựng, cho nên những người người ta có doanh nghiệp người ta xây dựng chuẩn bị người ta cất tiến hành là cất du lịch đó, cho nên bây giờ mình đi tham quan thì được, không có cổng vé gì chưa đó, nhưng mà ở đây người ta có hợp đồng với lực lượng biên phòng á giữ, em mình đã có quen
quen nó đi biển nó cũng ghé vô mấy lần rồi, cho nên bữa nay nó dẫn mình đi. Đó, bà xã đây, ok. Và giờ chuẩn bị cũng như người ta tiến hành người ta xây dựng á, rồi người ta hợp đồng với lại biên phòng để ở đây. Nãy hỏi chú bộ đội kia thì nói ở ba người mà ở ngoài này thường thấy cũng buồn, nhưng mà công tác mà đi bộ đội thì ra giữ cái gì thì khỏi, cái đi lính thì cũng được. Giờ mình đi lên tam cấp nè, không ở ngoài núi mà xây dựng tam cấp gì đã bước lên tượng Phật rồi. Bây giờ mình lên cái gì bắt đầu mình đi trên đường núi, xong bắt đầu cái mình đi lên tượng ngài nè. Tượng này là nó đúng ra tượng của tượng Phật này là hòn đá sống, nó không phải là một cái hòn đá hay cục ngọc thì chết, cho nên nó tượng Phật này chắc là lại càng ngày càng lớn, tại vì đá cá chân mà. Đi không đi nổi cũng phải đá bò. Chị biết lấy từ trong cái này nè, chắc cắt đây nè, cắt đây thì lốt luôn. Cắt từ đó cái này chọn chút ơi, mệt quá. Hai cái chùa nó đuối luôn. Đây mình đang đứng dưới tượng Đức Phật ở tại đảo Bãi Quan. Giờ từ ở dưới đá mình lên trên này mấy trăm bậc thang. Lên đó lạy Phật, giữa đảo giữa biển như gì mà có được một tượng Phật. Cố gắng đi đó review cho các bạn, mà các bạn coi mình review nha. Đó, đây là tượng ngài Thích Ca Bồ Tát ở giữa ở đảo, cái này là bán đảo, bên này là đảo Bãi Quan, gần Bãi Dầm nè, Hòn Tay nè. Đó, cho nên từ ở dưới biển mà ghe chạy trong bờ chạy ra tới đảo nè thì khoảng tiếng rưỡi đồng hồ, mà với tốc độ là 7 lý giờ chạy tiếng rưỡi đồng hồ là từ trong bờ ra đây là 11-12 lý. Đó, bây giờ coi như là mình ra tới tượng rồi, tượng ngài. Mà ở đây kỳ lạ một cái là tượng ngài á, tất cả các tượng ở các chùa thì đúc bằng đồng hoặc là đẽo từ đá ra, còn cái tượng này á, tượng của Phật Thích Ca ở đảo Bãi Quan này á thì cũng như là để nguyên một tảng đá như vậy rồi rước thợ điêu khắc ra khắc, cho nên tượng ngài có thể là hàng năm lớn chút, hàng năm lớn chút, tại đá này đá sống mà. Đây nè, mình quay cho các bạn mọi người cùng xem nha. Đó, xung quanh là đá nè, đó đá nè, đá nè, mà ở dưới chân á, ở dưới chân ngài á cũng là đá nè, đá nguyên khối luôn. Đó, cái bắp sen cũng là từ đá làm ra, đẽo coi như là thợ điêu khắc làm ra. Đó, khác coi như là các tượng khác á là nhiều đó. Đó, cái này nếu các bạn mà muốn đi tới cái tượng Phật Thích Ca này á thì từ dọc bờ biển ở Ninh Thủy đi cũng được, Ninh Hải đi cũng được, nhưng đi bằng tàu ra tới tượng này là coi như là
nếu mà ghe chạy mà tốc độ mà 7 mai một 7 lý một giờ á thì chạy khoảng 1 tiếng rưỡi. Đó, ra tới rồi từ ở dưới mà đi vô thì cá cổng thì cá kiểm soát, nhưng mà không phải là người ta thu tiền, thì ở đây chưa hình thành, cá bộ đội biên phòng giữ, bộ đội biên phòng giữ là bắt đầu làm quản, người ta cho phép mình lên mình mới lên được đó, tại vì người ta quản lý mà. Đó, bây giờ mình quay toàn cảnh khi mà đứng ở trên cái tượng ngài mà quay xuống dưới biển nè các bạn xem. Đó, cái khu này á là nhà đầu tư, người ta đang đầu tư để người ta làm ở dưới, cũng không phải là chùa chiền gì, nhưng mà đó, người ta xây dựng cũng cá giống nằm rồi đó, cho giúp bà con ở đây vô thuyền bè đậu rồi bắt đầu có thể vô, đừng phá phách thì vô nghỉ ngơi được đó. Biển là đẹp ghê lắm, xanh. Từ đây mình quay về cái cảnh Dốc Lết thì nhìn xa xa đó, nhìn thẳng đó là trong Dốc Lết đó, đó biển là xanh đẹp ghê chưa. Này là mình đang đứng từ ở trên tượng Phật mình quay xuống nè, coi như là ở trên này thì bắt đầu có những cái trụ đèn mà theo kiểu trụ đèn mà hút nhiệt đó, năng lượng đó, đó ban đêm là sáng, rồi hết năng lượng mai lại sạc tiếp. Đó, tượng Đức Bổn Sư Thích Ca. Rất đẹp, nhìn quang thai. Đó, thì tượng ngài là tảng đá sống mà, đó bây giờ hiện tại trong vách rồi là cũng là tảng đá đó, rồi ở dưới cái chân đá này còn đá ở đây mà lát lót rồi là đá trên núi chảy xuống nè, từ ở dưới đất này đó, đó từ ở dưới cái này nếu mà tính ra độ cao cũng khoảng 500 mét á. Đó, đem đồ lên xây dựng đẻo coi như là hình như là mấy năm trời mới ra tượng của ngài như vậy. À, tất cả các bạn mọi người nếu ai có lòng thành tâm hướng về Phật hoặc là muốn đi tham quan thì địa điểm này là bãi Wow, bãi Wow nghe, khu bãi Wow chưa phải là khu du lịch nhưng mà đây là bán đảo đại Wow, bãi Wow trong bãi Dầm chút, dập theo cái hòn núi từ ở trong tính ra là hòn lớn rồi tới bãi Tre rồi tới bãi Wow rồi bãi Dầm bãi Gián rồi đó. Hồi mình ai đi biển thì biết đó. Mà đi từ Ninh Thủy cũng được, từ Ninh Hải cũng được, tàu mà cỡ chạy khoảng 7 lý giờ thì chạy khoảng 1 tiếng rưỡi, còn nếu ghe chạy giỏi hơn thì đi tiếng hoặc là tiếng mấy chục phút tùy theo cái vận tốc của ghe. Ở đây cá coi như khác hẳn á, là cái là cái tượng ngài là coi như là đá sống đó, đá sống đá nguyên khối gì á, mà các tượng kia á thì coi như là chở một tảng đá hay chở tảng ngọc gì à, rồi bắt đầu thợ rồi đẽo đục này cái nạ ra hình tượng. Còn cái này là một người cá tâm đó, người ta muốn khác lại hơn gì, mà đây một tảng đá gì á mà đẽo ra hình tượng ngài quá đẹp, nhìn rất hiền hậu từ bi đó, đá nguyên tảng luôn. Tảng đá này coi như là tảng đá dính trong núi khổng lồ mà bắt đầu coi như là dạt coi như là ra để xây để điêu khắc luôn đó, dính liền trong đá nè các bạn xem nha, đó còn dính liền trong đá nè, một cái bức tượng này nếu tính ra phải mấy bức tượng mà đá mà để coi như làm ra thì coi như bức tượng này phải gấp 5 lần. Tại một tảng đá sống như vậy mà đẽo ra ngày coi như là như gì là quá coi như công phu.
người mà tạo dựng cái này á, cũng cầu mong cho coi như là người ta làm ít được nhiều, làm gì được nấy. Ở trên này thì đó thì bông hoa điện đài đồ cá suốt ngày suốt đêm mà, tại điện năng lượng á, nhìn xuống biển quá đẹp, ngay trời im. Bây giờ mình quay cho các bạn mọi người cùng xem. Cái này là lịch sử cây Bồ Đề. Cây dưới cái tượng Phật mà họ đá sấm này á, có một cái chiếc một cái gốc cây Bồ Đề từ ở Ấn Độ. Cái gốc cây này á là cách đây 2.000 mấy trăm năm Đức Phật đã ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề này tu. Cho nên hôm nay á, ở Phật tử của một vị tăng của tăng đoàn của Ấn Độ trao tặng một cành nhỏ. Giờ để thì coi như các ngài biết được một cái tảng đá sống mà làm lên một cái tượng Phật như vậy á, thì quá siêu phàm mà quá linh thiêng. Cho nên các ngài mới tặng cây Bồ Đề ở sau tượng Phật này đó. Cây Bồ Đề lúc mà làm lễ đón nhận á, các vị tăng á trao tặng á, thì cây Bồ Đề nhỏ cũng khoảng bằng cánh tay mình ấy, từ Ấn Độ mang qua đó. Bây giờ coi như là lên cao được khoảng 15 mét. À, 15 mét á, rào lại rồi này kia nọ. Cây Bồ Đề này á là đúng ra ở tấm bảng ghi là cây Bồ Đề thiêng. Bây giờ các bạn nào không chưa đi Ấn Độ mà có một cái ước nguyện được rờ cái thân cây Bồ Đề của Đức Phật cách đây 2.600 năm ngày tu á, thì bây giờ ra tới bãi quao này rờ vô thân cây Bồ Đề này, cũng như là rờ vô cái cây Bồ Đề của Ấn Độ đó. Mà cây Bồ Đề này rất tốt, mới có một năm hả không, một năm mà từ chưa tới một thước mà lên tới 15 thước nè đó các bạn coi. Cây Bồ Đề này nếu mà 2-3 năm sau thì cây Bồ Đề này y như cái quang cảnh mà lúc Đức Phật còn sống mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề vậy. Cho nên cây Bồ Đề này giờ rào lại thôi, sợ người ta chặt phá đồ này kia nọ đó. À, cho nên nó rào lại rất đẹp, côn trùng cũng không vô được nè đó, rào lưới côn trùng cũng không vô được mọi cái đó. Nếu mà không có mưa thì coi như là mở ra tứ còn khó rồi lại nè đó, cả chỗ rồi. Nếu mà các bạn không có dịp đi được đến Ấn Độ để rờ vô cái thân cây Bồ Đề thì ra bãi quao này đã, chỗ mình đang đưa lên, mình sẽ đưa cái clip cho các bạn, clip này lên cho các bạn coi. À, cái lá cây Bồ Đề rất tốt, sau lưng của ngài đang ngồi nè. Đó, cái này là coi như là cái ở tăng đoàn ở Ấn Độ á, thì người ta mới thấy là tất cả các chùa chiền trên thế giới thì đều đúc từ đá chết, nhưng mà đây là đá sống làm ra được một tượng ngài gì. Thì tăng đoàn của Ấn Độ cũng tặng cái cây Bồ Đề. Đó, cây Bồ Đề rào lại kỹ càng là sợ côn trùng rồi vô hay là thú rồi vô phá phách á, nên rào lên hết. Đó, cá khó rồi khó lại đàng hoàng, tứ làm vệ sinh cây. Đó. Hôm nay lần đầu tiên mình cũng mơ ước để đi dưới gốc cây Bồ Đề của Đức Phật cách đây 2.600 năm, nhưng bây giờ mình đi chưa được, chưa có duyên mình đi Ấn Độ, thì bây giờ mình rờ vô cây này à, thì cảm thấy con người mình cũng được vinh dự à, mình vinh dự mình rờ được cái cây Bồ Đề, cho nên mình quay cho các bạn cùng xem đó. Trên này á, thì trên cái chiến bây giờ cái này cũng tượng trưng là y như Đức Phật, cái đất Phật vậy á đó. Các bạn có một lần ra đây thì cảm thấy mình được là tội nguyện hả, của Đức Phật Ấn Độ này. Đây bà xã mình, đây là Đức Phật Ấn Độ này nghe các bạn.
tượng Phật của Bổn Sư. Cây này là chiết từ cái cây Bồ Đề của Đức Phật hồi còn sống ngồi dưới gốc cây đó tu á. À, cây này là cây Bồ Đề á. À, tại vì cái tăng đoàn ở Ấn Độ người ta nhưng trao mà không tặng có thể hái được nha. Là cái chỉ cái lụm lá hiếu thôi. Trao tặng là tại vì cái tảng đá này là tảng đá sống. Xin lá rụng đó. Chưa lên tới tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ mình tới suối mà không có ở đâu. Bằng suối Bãi Quao nè, cái nước là coi như là ngay tại biển mà cái suối. À. Quê. Quê đỉnh. À. Mát tạnh luôn. Đó, bây giờ mình tắm suối nè. Trời ơi, suối đây qua không? Mát tạnh luôn. Suối đây qua nè. Mát quá. Lạnh luôn á, lạnh đây các bạn ơi. Các bạn nào chưa đi á, đi rồi thôi mà chưa đi á, phải một lần tới để hưởng thụ được cái cảnh này nha. Mình không chém chắc là các bạn đi rồi hay chưa, nhưng mà có nhiều bạn đi trước cũng như mình, một cái cách đây mười mấy năm mình có đi rồi. Nhưng mà ra đây không có một cái người, không có một cái nhà á. Bây giờ ra đây có một cái tập. Nhưng mà mình nói sẽ kêu là cái tập sống. Bên nghe là gì? Mà đá sống chứ không phải là mật sống. Cũng như nắm bóp rồi, đó, có xe rồi. Ok. Tôi chè, ta đi là tém rồi, giờ tém một coi, muốn ghiền nữa coi. Rồi, cảm ơn cậu Tư nhiều, bà xã mình thứ hai, mai cậu Tư là thứ tư. À, bữa nay cậu Tư lấy ghe chở mình đi nè. À, cậu Tư nói là tự nhiều hôm giờ mình ngủ là sáng lại đi rồi. À. Nước Mỹ là con vui cảnh đâu mà cá thấy cảnh này không à, trời ơi thì cho các em bay đồ kia nãy cho khoảng đời đâu khoảng đời mai hồ rồi là chúng ta chưa bạn đi đâu mai hồ rồi là chơi vậy thôi chứ ở đây là thiên nhiên luôn rất là luôn nước Mỹ đó là những cái gì mà để thấy hồi trước nước ở trên núi nó bắt đầu chảy cái mưa tồn đậm chảy xuống đúng rồi mà ở nơi nào mà ít cá người là đâu đó tâm sạch sạch à, đi đi du lịch đi chơi là đi tới mấy chỗ này nè đó hồi sáng giờ có bốn người mình thôi chứ mấy có bốn người bộ đội giữ thôi ok đó. Đây toàn cảnh nha quay đi. Đó, này ở quầy đảo nè, mà giờ cũng xây dựng nè. Đó, cũng có phòng nè, phòng là đàng hoàng. Giờ mình đi nếu mà khách ở lại á thì cái nhu cầu cầu thuê phòng nữa thì ở đây là cũng có phòng nè, đó. Không? Có phòng ở giá cả thì phải chăng thôi. Đó. Thì sinh hoạt đi chơi rồi ở lại rồi bắt đầu tắm biển tắm suối đó. Thì nếu mà mình cá lòng thì vô lạy Phật giữa đảo cái gì mà cá một cái resort như gì thì mình thấy quá quý, mình cũng có duyên mình được tới đây một lần đó. Tại vì bây giờ đang xây dựng cho nên là chưa có khách là tới nhiều ở đây cho nên cái gia đình mình tới thôi, mình review cho các bạn coi à, để các bạn coi là cha biết là sợ nhiều lúc ra đá mà kẹt lại ban đêm rồi sao
thì ở đây cũng có phòng, có coi như là đầy đủ tiện nghi. Nếu mà thiếu dầu mỡ ghé vô này rồi mình mua lại cũng được. Đó, đây phòng nè, phòng cũng nhiều lắm. Đó, ở đây là vô tư, là coi như có nghĩa là không mũi mồng hoặc là không có một tiếng ồn ào động đậy. Đó, một cái phòng nó gì nè, mình review các bạn xem. Phòng gì, hiện tại là nhân viên đang ở thôi, nó chưa có khách. Đó, đó, phòng đôi, phòng này phòng đôi nè. Áo phao rồi đó, rồi bắt đầu sáng ra uống cà phê. Đó, cũng có bàn ở trước để uống cà phê rồi nè. Quá đỉnh, phòng nhiều lắm đó, cũng mấy chục phòng. Có nhu cầu nấu ăn rồi thì cũng có vậy. Giờ là coi như trên cái lúc là bắt đầu mới đang xây dựng thôi nè. Cho nên mình ra mình chơi tham quan rồi mình quay cho các bạn coi. Để các bạn bắt đầu, nếu chưa một lần nào đi tới, đi về rồi đó thì tham quan xong về mà đi ở lại thì cũng có phục vụ. Ăn uống thì mình đem theo, hoặc là mình muốn thuê nấu nướng rồi thì cũng có. Tại vì ở đây nếu mà không có đáp ứng nhu cầu nhiều như ở trong đường thành phố, trong đất bạc liền, nhưng mà cái gì ăn nấy, nhưng mà ở đây thì nó ngon. Đó, bây giờ mình đi chơi gia đình mình đi, mình đem mớ chả lụa, bánh mì rồi bánh tráng rồi xì dầu nữa. Đó, giờ mấy em nó ra nó lấy. Ở dưới này mình nhìn lên tượng Phật, hồi nãy mình mới lên đó, đó. Cao ở trên đó rồi, nếu thành tâm đi lên thở luôn, nhưng mà xuống xong rồi cũng khỏe. Đó, tượng Phật ở trên đó, tượng Phật đó coi như là tăng đoàn của ở Ấn Độ mà tặng cái cây bồ đề 2,000+ năm tuổi chiết ra. Đó là cũng nó linh thiêng, là cái tượng Phật này là từ tảng đá sống. Đó, bây giờ có thể là cái tượng này mỗi năm mỗi lớn chút, tại đá nó còn gốc mà, chứ không phải là cái tảng đá chết rồi chở xe về đó điêu khắc. Cái này là lên trên núi khắc luôn. Giờ mình ra mình quay cái cảnh biển nè, trước đảo nè. Đó, đẹp mà. Bây giờ là coi như là không có trời im biển lặng nè. Ở trước này nè, cá giỏng người ta cũng được, là người ta để ghe thuyền nào vô đậu á thì không nằm bờ ghe, đi vô trong này nằm chút cũng được, người ta không có thu tiền, chỉ trường hợp khách đoàn, khách đặt. Đó, xe là mấy chiếc tàu đó là đang chờ, coi như tàu có thể là nó mỗi lần nó làm nước, nó sửa chữa cũng 3-4 tháng gì đó, mà bây giờ nó đang liên hệ với lại nhà máy sửa chữa rồi, nhưng mà trong nhà máy sửa chữa nó còn đang sửa tàu khác, nó chưa ra kéo vô, cho nên nó đậu nằm ở ngoài khơi đó. Đó, ở đây mình nhìn vô không, mấy bữa mình quay cho các bạn coi là cái nhà máy xi măng nó cá mấy cần cẩu lên, mà ở đây quay vô thì không thấy, tại vì từ trong đá ra đây tới mười mấy hai lý. Mấy đứa nhỏ nó ra ngoài nó bơ đồ ăn vô nè. Giờ mình đi chỗ khác nữa, nhưng mà mình đi mỗi chỗ mà ấy. Bây giờ mình vô đây xong bắt đầu mình đi đến cái tượng Quan Âm ở đây. Đến tượng Quan Âm rồi bắt đầu mình lạy Quan Âm, rồi vô ăn uống xong đổi về. Đó, giờ mình ra mình tắm biển nữa nè. Nè, lấy cái gì ăn này, xuống ăn, bắt đầu cái một hồ cái nhảy xuống hồ lên. Cho nên nó cọp ổ gà mới ăn đã. Nào giờ tụi cháu ở đây biết chưa, nghe cái di tích ở đây chưa,
móc nước ở sát bên làn sóng uống nước ngọt không? Mới móc lên hay vẫn nước ngọt á. Ờ làn sóng nó chạy 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 vô móc lên. Móc sâu xuống. Đi phải vô đi à. No. Mới móc nữa, móc tại hồi kia đi. Hồi kia đi biển vô. Nó sát chỗ làn sóng ở vô. Nước ở nè trên nó xuống. Móc ra liếm ngọt nghe à. Dạ, vậy là giống như cái thấm vậy. Ờ thì đá như cái thấm gầm á. Nhưng mà ở đây ít người ít kêu rồi. Hồi kia đi vô kít thì như cái thấm nữa. Dạ. Đi á, cái chân mình đi á, kêu đá. Dạ, đám đại nó mình đi kêu kít kít. Ủa mẹ con đi đây bằng kia vậy. Dạ, chút nữa đi ở bên Bạch Tri ấy, xong con chị về con chở. Ủa, ở đây cái đường à ghê ghê nhã. Ủa. Chị giải chạy quen chưa được không? Bên đây mà, thì bà Tri biết tâm nữa. Bà Tri cá, bà gì, bà ở, ở ấy, bữa nay bà giàu á. Bà ở Ngân Hà, bà em của ông Đẩu á. Hồi xưa ông Đẩu làm Trung Quý á. Yeah. Bà tên bà gì nè, Hồ Rê đó. Hồ đi biển Rê đó, có chùa còn lớn lắm. Đó. Còn biết về bà Tri không? Ừ. Biết cái ví dụ như ông Trường lộ này nè, chưa được. Cái còn như ông Trương, Mùi Trương là được, cái còn không có biết chỗ Lan. Giờ ông Nỉ mới nằm giọng cái lưng cái nó chật khớp không? Chật khớp luôn. Ê, uống mạnh nha. Hình như tao nghe ông về vợ mà nói cá mua ông bài thuốc gì thê tật kiểu hiểm vậy. Nhưng mà nó đã trọc bên này á. Ừ, nó nở răng. Đúng mẹ. Tao ông nghe ông nói cái đập tao tường tao nó đau lưng phải không? Tao đau lưng cái xẹo. Ngồi uống đi. Ngồi con ngồi uống con. Nè, không có cái gì mình chậm ớt cái dèo đâu hi, chậm cái ớt này đi. Ừ, cái gì nãy thì bánh tay nhúng này nhúng thì tụi nó ăn luôn. Cái đó có đường đủ không? Cái dĩa bàn á, con cầm cái, cha cô mượn cái dĩa bàn luôn đựng bánh ăn. Đã đó, chỗ còn gì? Còn khỏi. Khỏi không? Khỏi. Rồi con ngồi. Bánh giờ hả? Đấy, bánh đang quay á. À, chào các bạn nha, bây giờ mình đi đã rồi giờ mình vô à, vô đây là bàn ghế rồi cá ngồi ăn bánh tráng rồi nè. Ừ. Cái sụp qua cái sụp còn điện không còn không cái ghế này đi qua cái này cà rem á cà rem con chưa có không đi lấy cái này rin ble đi rồi thấy rõ đó cái bàn xây vô rồi làm mấy con cuốn bên đây chịu thế anh em. À, chị Nhân ơi. Nhân cho ăn con. Rồi mình chấm chít rồi ăn rồi mình vui. Mình biết rồi vô cho nó vui không? Đây đi này vô tao cái chỉ cho như đó. Chú Quy giúp không? Tên gì? Hả? Tâm Sen Quy Lốc. Dạ. Nói là vậy nếu vậy là bà già vợ mới biết. Tại vì ra chú đang mua ghẹ hồi trước chưa ấy á. Thì ra coi như là nhà bệnh nhiên rồi. Nhà bệnh nhiên rồi mua ghẹ rồi bắt đầu nuôi tôm hùm. Yeah. Nuôi tôm hùm ông chồng bệnh nhiên rồi ra lặng á. Dạ. Ăn mừng cái thì bà ấy còn hạn chế con người này con. Ờ, ông nhân thầy ông giám đốc ổng về tâm linh quá không có trang sức sinh. Đúng rồi. Cái nước mèo ở đây mà nếu mở trung lịch cho là mở hai sáng ra những hai bên cái bì á là chúng ta cái nói từ cái bì nổi rồi đặt khách thấy sao không có điện thoại nhưng mà giờ đi về kết nối không có điện thoại không à đúng rồi có điện thoại mẹ hãy vậy ông muốn mở cơ tên công ty chỗ ngay kết nối trường trung cấp lừa á cái xuôi trong gì tắm bùn lừa á à chỗ mình tắm bùn á để ở đây mà làm dài chắc cái nói cái gì nó chế chè năng chén mắm rồi để mình chia cho chén đâu xuất hai tụi con ăn vậy thử ăn cho vui không ăn đi cái mở là mở công ty không có ái mạng không dạ cái này không có mạng không ở đây anh du xin việc xin gì anh xin Bobby không có mạng rồi em mới việc theo không cá không chứ còn không có ai mình cá việc theo mới có mạng rồi việc theo mạnh nhất không anh biết anh cũng biết nữa nè cá còn sạch bên nữa còn sạch được gánh vô đó cái iPhone á, đúng. iPhone ở đúng rồi, em iPhone đó. Á, vô lọt luôn á. Tại giờ đúng rồi, tầm mình đi xài dùng bên Viettel mà. Cậu đó thấy là như gì là tới ổng là tâm linh rồi. Đúng rồi, đó. Em nói hồi tối á. Không thấy nó chưa? Bữa mà demo bạn con ghe, mình đây đồ ăn á, thì là mầm từ một cổ. Đồ ăn á, nên
năm nào cũng vậy, đem mưa ra cúng tất niên đồ này nè. Mà năm nay không có cúng. Rồi. Rồi ăn nha. Mày ổng ghê đó, vừa có người chơi là bố ổng ghê. Mà cúng cúng luôn. Mình cúng luôn, ổng cúng cúng luôn gần luôn. Đại thì công ty luôn đó, mở cũng trung cấp ngờ là trung cấp ngờ của Nha Trang anh em có bình bèn nữa mà đối diện á có nhiều quá có nhiều người người cứ thích nữa đồ của ban á tấm bùng nở đồng nghe hồi xưa á đối diện trung cấp ngờ là chỗ bước mặt là đại học mở rồi á dạ đúng rồi đúng chỗ đó á chỗ đó đối diện nó trục cái cạo cổng hoàn thiện chút xíu mà đúng á đúng á quyện cổng hoàn thiện uống em uống lâu người cỡ nó uống bên chỗ đó á sao vô ừ, tôi bán chị vợ mà tự nhiên có ớ à đúng không? Yeah. Cho mày rượu á xong rồi mình lên phải múc luôn ra tay bữa rồi mình lúc trời luôn à hả? Ông giờ ông uống cái được nhiêu á cái hồi đó uống lớn tuổi rồi chặt cậu giảm á tổ chức ổng sống mới chứ sống mười sống mới gì chứ hả? Sống mười rồi nhả con rồi vô chút đi con, gọi là mày cũng uống lon lon uống lon lon cho vui con, đâu cái gì đâu vậy, coi như mình nhè đi. Hồi thằng lính của chú á, nó vô á, bữa nay kêu bằng nó đại gia là mày biết Huy á, bè của Huy á, bè của Huy về nó ở với con á, chờ coi như là tám chú có thể cũng khoảng một chục đứa thành quá lính á, gì đây, chú Tâm nè, Tâm Sen, à đúng rồi, Tâm Sen nè, Tâm Sen á, cái bè vì không anh em nhớ này là hồi đó anh làm ở dưới đá mày lâu quá anh làm từ hồi đó là với mày á anh cầu cứu anh em gì cũng đúng với anh đúng rồi mình nãy á hai đứa xin đôi đúng á thằng Huy bữa nay biết làm sao đi chỗ nào quay bả lên quay xong chiều về bả đó đây nếu mà một cái khu du lịch đây này ông không vừa thông tin đi á ông mở cái bì như chú là ông đổ gì nó đúng rồi tiền có gì nó mà đều đúng rồi ông đi là ông sống tốt nghĩ đó. Em cứ nghĩ đơn giản này một người mà người ta đang đầu tư cái số tiền tới cỡ này thì đối với người ta những cái số tiền lắc nhắc cái thời gian của người ta là tiền chứ không phải là thời gian của nhiều mình anh bán gì cũng được với con, bán gì qua hát cũng được. Đây, các bạn cùng cả nhà cùng xem một tượng Quan Âm ở giữa biển khơi, nằm ở địa phận chỗ bán đảo Bãi Quao. Từ đất liền chạy ra nếu mà mình đi là coi như là khoảng từ 1.5 tiếng tới 2 tiếng một. Hôm nay là tượng Phật sống, tại vì tượng Phật này làm từ cái tảng đá sống á, cho nên rồi sau lưng tượng Phật có ngài cả một cái nhánh cây của Bồ Đề từ lúc mà
và Đức Phật Thích Ca sống 2.000 mấy trăm năm nay. Bây giờ chiếc đêm giờ tôi sẽ bên ngài ở trước mặt trước ngài là tượng Quan Âm đây, giữa biển khơi. Mình đi đến Ai Cái Dương, đi đến đây thì đi về đi 2 tiếng, về 2 tiếng nằm giữa biển đây. Hôm nay mình cũng được cái gì là cũng được diễm phúc. Biển để cứu độ cho chúng sanh. Mô Đại Từ Đại Bi Quán Âm Bồ Tát. Mô Đại Từ Đại Bi Quán Âm Bồ Tát. Giữa biển đây đó, giữa biển cơ đây ghe rồi ghe thuyền ở đầu này đó, nằm dưới chân là nước đây đó. Nếu mà sóng nước cao lên thì cũng lên gần tới đây á. Tượng ngài nằm ở đây đó. Cái này là khu, cũng không phải là khu du lịch, cái này là khu coi như chủ này người ta cũng cá tâm, là cả quyền cái gì không, nhưng mà người ta xây dựng gì cũng cảm tạ người chủ. Người chủ đó là thờ ngài Quán Âm Bồ Tát, giữa biển gì quá linh thiêng. Ở đây mình nói các bạn nha, này là tượng Quan Âm giữa biển khơi nè, muốn đi ra tới đây là 2 tiếng đồng hồ. Ai Cái Dương thì sẽ đi, ai muốn được diện kiến của Bồ Tát nằm giữa biển khơi ở bãi Quao này, nếu đi tới thì khoảng 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ tới nơi. Xung quanh là biển, ở trên là núi, ở dưới là biển. Bãi Quao, khu bãi Quao nha, khu bãi Quao này thuộc chắc để xã Hoàng Thạnh, phường Hoàng Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cá đường dây điện từ ở trong kia, cá mấy phát điện đó, ra tới trượt tượng luôn, ban đêm sáng đó. Đây cá đường dây điện đó, ban đêm mới có trên tượng cũng sáng, mà trên tượng Phật tổ cũng sáng. Tượng Phật tổ thì ở đây mình không thấy, nhìn quay kia. Đây là khu vực của bãi Quao nè. À, từ trong đất liền bây giờ mình nhìn vô nó hơi xa nè, không thấy được làng xóm. Từ đây mình chạy vô đó khoảng 1.5 tiếng, 2 tiếng đồng hồ. Ở trong đó mình đi ra ghe chạy 1.5 tiếng tới chỗ. Kính thưa Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cùng Quan Âm Bồ Tát, gia đình chúng con đến đây tham quan chơi, và hôm nay chúng con cũng thời gian không thể ở lại được, gia đình chúng con xin phép ra về. Nếu có gì sơ sót mong các ngài bảo qua gia đình chúng con. Hẹn nếu có duyên chúng con sẽ có một lần đi đến đây để thắp nhang các ngài, rồi tụi con lên đường về quê hương thứ hai.